Kính chào các bậc phụ huynh thân mến, xin chào tất cả các con. Cô Trinh rất vui khi được gặp các con trong giờ học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, chúng mình hãy cùng hát với cô bài hát Cháu yêu bà của nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác nhé. Vừa rồi, cô và các con đã hát bài hát rất hay rồi. Các con có yêu bà của chúng mình không? Cô biết có một bạn nhỏ rất yêu bà của mình đấy. Đó là bạn nhỏ trong bài thơ Thăm Nhà Bà. Hôm nay cô sẽ dạy cho chúng mình đọc bài thơ Thăm Nhà Bà của tác giả Như Mao nhé. Xin mời các con hãy cùng lắng nghe. Bài thơ Thăm Nhà Bà. Đến thăm bà đi vắng, có đàn gà, trời ngoài nắng. Cháu đứng ngắm đàn gà con, rồi gọi luôn bập bập bập. Chúng lật đật chạy nhanh nhanh, xúm vòng quanh kêu chiếp chiếp. Gà mải miết nhặt thóc vàng, cháu nhẹ nhàng lùa vào mát. Vừa rồi chúng mình được nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác? À đúng rồi, các con vừa được nghe bài thơ Thăm Nhà Bà do tác giả Như Mao sáng tác đấy. Bạn nhỏ đến thăm nhà ai? Khi bạn nhỏ đến thăm nhà bà có ở nhà không? Vậy bạn nhỏ đã nhìn thấy gì? Bạn nhỏ đã gọi gà như thế nào? Có đàn gà, trời ngoài nắng, cháu đứng ngắm đàn gà con, rồi gọi luôn bập bập bập. Đàn gà đã chạy và kêu như thế nào? Chúng lật đật chạy nhanh nhanh, xuống vòng quanh kêu chiếp chiếp. Bạn nhỏ trong bài thơ như thế nào nhỉ? À, rất ngoan. Còn các con thì sao? Trong thời gian nghỉ dịch, chúng mình đã giúp được ông bà bố mẹ những việc gì? Chúng mình hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.